trời ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại Clickbuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống Clickbuy trên toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại và trong video này sẽ tiếp tục là một bài đánh giá điện thoại siêu bền. Cách đây không lâu, chúng ta đã cùng đánh giá chiếc Oppo Itel VKP19 và những thằng trong kênh này tương đối ấn tượng với thiết kế siêu bền kết hợp quả pin khủng khiếp lên tới hơn 20.000 mAh rất hiếm thấy trong giới smartphone. Còn đến với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào phiên bản kế nhiệm mới nhất của chính chiếc điện thoại này, mang tên Duji VKP22. Điểm nhấn chính của chiếc VKP22 này, thay vì pin thì sẽ là quả loa ngoài siêu to khủng khiếp, mà nhà sản xuất quảng cáo nó có âm lượng vượt qua 100 dB, tức là mức âm lượng thuộc hàng lớn nhất trên thế giới smartphone hiện nay, cùng với đó là một loạt công nghệ chuyên dụng dành cho các anh em kỹ thuật viên công trình, sửa điện v.v. Giá bán của con VKP22 này thì cũng không quá đắt, với đợt sale đầu tiên chỉ từ 189 USD đến 269 USD, tức loanh quanh 5 đến 7 triệu đồng hoặc thậm chí rẻ hơn, đến miễn phí nếu anh em may mắn nhận được trong mini game giveaway của hãng. Bây giờ, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về sản phẩm cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên sẽ là về thiết kế của sản phẩm. Nhìn chung, kích thước tổng thể của chiếc Oppo Itel VKP22 vẫn sẽ giữ nguyên DNA thiết kế đặc trưng của bất kỳ một mẫu điện thoại siêu bền nào đến từ Trung Quốc, tức là vừa to vừa dài vừa nặng, đủ để khiến bất cứ thanh niên cầm phóng lợn nào cũng phải e dè khi định giáp lá cà. Rồi, với số đo 3 vòng là 83.5 x 174 x 19 mm cùng cân nặng 298 g, nó to, nặng hơn hẳn khi so với một chiếc iPhone 14 Pro Max và dĩ nhiên, con điện thoại gần 30 củ của Apple hoàn toàn không có cửa so với Oppo Itel. Nếu có bất kỳ một cuộc thi phang nhau nào diễn ra, dù có kích thước lớn hơn, nhưng chiếc Oppo Itel VKP22 lại có màn hình chỉ 6,53 inch thay vì 6.7 inch khổng lồ hơn trên điện thoại Apple. Lý do chính cho màn hình nhỏ trong lớp vỏ lớn cũng rất đơn giản thôi, là phần viền của máy rất dày, dày từ hai viền cạnh bên và viền trên dưới thì càng dày. Điều này là dễ hiểu bởi đây là mẫu điện thoại hướng đến tiêu chuẩn siêu bền, chịu va đập cực mạnh, nên viền dày hơn một chút sẽ ít có nguy cơ bị vỡ màn hình hơn. Các đường nét dữ tợn, hăm dọa của chiếc Oppo Itel VKP22 được phô hết ra ngoài, như toàn bộ thân máy được bọc bởi nhựa cứng, bốn góc máy được gia cố thêm cao su gồ ghề nổi lên hẳn khung vỏ, hai cạnh bên được ốp các tấm kim loại lớn sơn nhám, cho cảm giác rất chất lượng cao cùng độ rắn chắc cần thiết để vượt qua các bài test chịu lực theo chuẩn quân đội Mỹ. Các nút bấm được bố trí ở hai cạnh máy gồm nút shortcut có thể tùy biến cùng khay SIM kết hợp thẻ micro SD, nút âm lượng, nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay. Cạnh đáy máy gồm cổng USB-C được đậy kín trong nắp cao su để phù hợp với khả năng chống nước, bụi IP68 trên IP69K. Chuyển sang mặt lưng máy thì đây sẽ là điểm nhấn chính trong thiết kế của chiếc VKP22. Giờ đây, phần lưng máy nổi bật với quả loa to khủng bố đặt chính giữa ở nửa trên lưng, và xung quanh nó là hệ thống camera chính điểm xuyên giúp con hàng này trông như một chiếc radio cỡ nhỏ thực thụ. Nhìn chung, thiết kế của chiếc Oppo Itel VKP22 thực sự hầm hố, chắc chắn với điểm nhấn tính năng chính là quả loa to mồm nhất quả đất đều đã được phô diễn hết ra ngoài rồi. Về màn hình và âm thanh, bắt đầu với phần màn hình, chiếc Oppo Itel VKP22 được trang bị màn hình tấm nền 6.53 inch IPS LCD, độ phân giải Full HD hỗ trợ HDR cùng tần số quét 90Hz cho màn thể hiện ở mức khá. Khả năng tái tạo màu sắc khá tự nhiên, nhưng hơi ngả lạnh và anh em sẽ cần căn chỉnh lại một chút cho vừa ý hơn. Độ sáng màn hình của chiếc VKP22 cũng ở mức khá khi thể hiện được tương đối rõ ràng nội dung ngoài trời nắng mạnh thì bật mắt sáng. Việc hỗ trợ tần số quét 90Hz cũng giúp cho các thao tác trên màn hình máy mượt mà khi chơi game hay xem nội dung tốc độ cao. Bên cạnh đó, phần âm thanh chính là điểm nổi bật nhất của chiếc Oppo Itel VKP22. Đúng như nhà sản xuất đã quảng có, thì quả loa ngoài của con máy này to thật sự anh em ạ, thậm chí có thể so với tiếng bô xe máy của mấy thanh niên trai thôn thích đục bô rồi chạy phá làng phá xong. Tuy nhiên quả loa này có vẻ như chưa được tinh chỉnh tốt bởi tiếng chỉ thực sự to khi bật âm lượng cao nhất, nhưng sẽ giảm đi đáng kể khi chỉnh xuống mức âm lượng thấp hơn. Khả năng tái tạo dải âm của loa khá ổn, với hiệu ứng âm 3D ở mức âm lượng 50%, tuy nhiên sẽ rất chói và gắt khi đẩy dần âm lượng lên cao nhất, cũng như dễ bị biệt tiếng khi anh em đặt máy xuống mặt phẳng hoặc để tay che mất loa, nên tốt nhất là nên đặt loa lật lên trên để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho các cụ. Tiếp đến là về phần mềm, và cũng tiếp tục là một điểm cộng của chiếc VKP22. Chiếc điện thoại này được cài sẵn hệ điều hành Android 13 mới nhất hiện tại với giao diện gần như nguyên gốc ngay từ khi xuất xưởng, không có ứng dụng giáp và đi kèm một số công cụ hỗ trợ cho các anh em kỹ sư, phịch thủ, nhầm là phượt thủ như la bàn kế, công cụ thước đo vân vân. Nói chung là đầy đủ công cụ ăn chơi đua đòi mà không cần phải tải ứng dụng ngoài. Về hiệu năng, chiếc Oppo Itel VKP22 tiếp tục sử dụng phần cứng xử lý tương đồng với phần lớn điện thoại siêu bền trong tầm giá 5 đến 7 triệu hiện nay, bao gồm dung lượng RAM 8GB LPDDR4X, bộ nhớ trong UFS 256GB và con chip Helio P90 của MediaTek. Xét trong khoảng giá loanh quanh 5 đến 7 triệu đồng trên điện thoại cục gạch hiện nay thì mức cấu hình này vẫn có thể xem là ổn, đặc biệt là dung lượng RAM lớn giúp anh em làm việc đa nhiệm rất thoải mái, mở cả chục ứng dụng mạng xã hội hay Chrome cũng không sợ bị lốt lại. Bộ nhớ trong 256GB có tốc độ đọc ghi tốt và dung lượng đủ để xài tẹt ga trong ít nhất 1 năm nữa vẫn thoải mái. Tuy nhiên, con chip Helio P90 sẽ là thứ mà chúng ta cần bàn kỹ hơn một chút. Có một vấn đề lớn nhất của chiếc VKP22 là ngay từ lần khởi động và sử dụng đầu tiên, máy không được mượt mà cho lắm và chỉ bắt đầu ổn định từ sau khoảng 1 ngày sử dụng, cũng như cần phải tinh chỉnh tắt bớt râu ria đi.
Đây cũng là một điều khó hiểu của ông Itel, bởi các phiên bản trước của nó là VKP19 hay VKP21 thì đều sử dụng các con chip có hiệu năng đồ họa tốt hơn, như Helio G95 hay Helio G99 chẳng hạn. Trong khi đó thì với Helio P9 không có vẻ được quảng cáo là tập trung nhiều hơn vào AI hoặc có thể là một lý do kinh khủng khiếp nào khác mà đám thường dân chúng ta chưa hiểu được. Được cái là xét hết giá trị sử dụng thực tế, con chip Helio P9 không cũng không đến nỗi nào. Anh em vẫn có thể chơi được hầu hết các tựa game hiện nay với cài đặt đồ họa từ thấp xuống rất thấp. Được cái điểm tốt lớn nhất trên con Helio P9 không chính là khả năng tỏa nhiệt được kiểm soát tốt hơn, giúp máy vẫn khá mát mẻ khi anh em cài ải lâu, đặc biệt là những tựa game sát phần cứng hay định làm chuyên gia đo đường lâu dài chẳng hạn. Về camera, thực sự sẽ không quá khó để nói rằng chiếc VKP22 này đang sở hữu phần cứng camera tương đồng với hầu hết điện thoại siêu bền cùng tầm hiện nay. Nó được trang bị hệ thống camera chính với 3 ống kính, hay chính xác là 2 cảm biến 1, với cảm biến chính 48MP, đi kèm camera macro 2MP, camera quay đêm 20MP chất lượng trung bình, khá với độ chi tiết tốt, nhưng dễ nhanh bị nhiễu, bề hình ảnh khi chụp đêm hay chất ảnh thường bị nhạt màu, nên sẽ cần phải chỉnh màu lại một chút cho rực rỡ hơn. Camera quay đêm bổ sung khả năng lấy nét ban đêm, giúp anh em quay, chụp ảnh rõ nét hơn hẳn, đặc biệt là mấy cảnh phun không che kêu rên đầy đủ thì không cần phải nghĩ luôn. Cuối cùng là về thời lượng pin. Chiếc Oppo Itel VKP22 được trang bị quả pin 10.000 mAh, và như mọi khi, truyền thống pin siêu châu bò của những con máy siêu bền tiếp tục được phát huy. Anh em có thể dùng tối mắt tối mũi quả pin này tới 2 tháng 3 ngày liên tục, hoặc nặng đô thì chơi game từ sáng đến tối hôm sau, và vẫn còn ít nhất cục để cầm về. Tốc độ sạc của máy là khá nhanh với khả năng tương thích sạc nhanh từ 33-65W, có thể sạc đầy trong 2 tiếng đồng hồ, khá tốt. Anh em cũng có thể xài con máy này như một cục pin dự phòng để sạc cho các điện thoại khác khi cần thiết đều được. Nhìn chung, đối với chiếc Oppo Itel VKP22 này sẽ là một lựa chọn thú vị và có sự khác biệt trong phân khúc 5 đến 7 triệu đồng dành cho anh em. Thực tế mà nói, việc trang bị quả loa âm lượng siêu lớn này trên chiếc VKP22 theo cá nhân mình chỉ mang tính chất công bạt mà thôi, nhưng những tính năng còn lại như camera chụp đêm, nhiều công cụ hỗ trợ anh em kỹ thuật, phần mềm sạch, hiệu năng ổn đã cho thấy một công ty như Oppo Itel sẽ tiếp tục làm tốt những gì mà họ đáng có. Đó là một mức giá hợp lý là đủ để anh em cân nhắc rồi.